Tát Đại Thệ Nguyện, Đệ Lục. Pháp Tạng Bạch Ngôn, Duy Nguyện Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Ngã nhược chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức trang nghiêm. Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diễm ma la giới. Tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bất phục cánh đọa ác thú. Đắc thị nguyện, nải tác Phật. Bất đắc thị nguyện, bất thủ vô thượng chánh giác. Nhất, quốc vô ác đạo nguyện. Nhì, bất đọa ác thú nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh, linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma chân kim sắc thân, tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng. Đoan chánh tịnh khiết, tất đồng nhất loại. Nhược hình mạo sai biệt, hữu hảo xú giả, bất thủ chánh giác. Tam, thân tất kim sắc nguyện. Tứ, tam thập nhị tướng nguyện. Ngũ, thân vô sai biệt nguyện. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng, sở tác thiện ác, giai năng động thị triệt thính, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Lục, túc mạng thông nguyện. Thất, thiên nhãn thông nguyện. Bát, thiên nhĩ thông nguyện. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông. Nhược bất tất tri ức na ro tha bá thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ chánh giác. Cửu, tha tâm thông nguyện. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại, ba la mật đa. Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na ro tha bá thiên Phật sát, chu biến tuần lịch cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Thập, thần túc thông nguyện. Thập nhất, biến cúng chư Phật nguyện. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh. Nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thủ chánh giác. Thập nhị, định thành chánh giác nguyện. Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Thập tam, quang minh vô lượng nguyện. Thập tứ, xúc quang an lạc nguyện. Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tất thành duyên giác, ư bá thiên kiếp, tất cộng kế giáo, nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thủ chánh giác. Thập ngũ, thọ mạng vô lượng nguyện. Thập lục, thanh văn vô số nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, vô lượng sát trung, vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng tháng ngã danh, thuyết ngã công đức quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Thập thất, chư Phật xưng tháng nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Thập bát, thập niệm tất sanh nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái. Phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, ninh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát,
Tát A-ri vị trí Bồ Tát. Bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Thập cửu, văn danh phát tâm nguyện. Nhị thập, lâm chung tiếp dẫn nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thoái. Thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất toại giả. Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục tranh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Nhị thập nhất, hối quá đắc sanh nguyện. Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ. Nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm, yếm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc. Mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ. Thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Nhị thập nhị, quốc vô nữ nhân nguyện. Nhị thập tam, yếm nữ chuyển nam nguyện. Nhị thập tứ, liên hoa hóa sanh nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự, hoan hỷ tính nhạo, lễ bái quy mạng. Dĩ thanh tịnh tâm, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên thế nhân, mạc bất trí kính. Nhược văn ngã danh, thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết, thường tu thù thắng phạm hạnh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Nhị thập ngũ, thiên nhân lễ kính nguyện. Nhị thập lục, văn danh đắc phước nguyện. Nhị thập thất, tu thù thắng hạnh nguyện. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ, vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo. Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Nhị thập bát, quốc vô bất thiện nguyện. Nhị thập cử, trụ chánh định tụ nguyện. Tam thập, lạc như lậu tận nguyện. Tam thập nhất, bất tham kế thân nguyện. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, giai đắc kim cang na la diên thân, kiên cố chi lực. Thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu. Thành tựu nhất thiết trí huệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Thiện đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ như trung thanh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tam thập nhị, na la diên thân nguyện. Tam thập tam, quang minh huệ biện nguyện. Tam thập tứ, thiện đàm pháp yếu nguyện. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ, trừ kỳ bổn nguyện vị chúng sanh cố, phi hoằng thể khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tam thập ngũ, nhất sanh bổ xứ nguyện. Tam thập lục, giáo hóa tùy ý nguyện. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực, y phục, chủng chủng cúng cụ, tùy ý tức chí, vô bất mãn nguyện. Thập phương chư Phật, ứng niệm thọ kỳ cúng dường. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tam thập thất, y thực tự chí nguyện. Tam thập bát, ứng niệm thọ cúng nguyện. Ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật, nghiêm tịnh, quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, vô năng xưng lượng. Kỳ chư chúng sanh, tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biện kỳ hình sắc, quan tướng, danh số,
Cập tổng tuyên thuyết giả, bất thủ chánh giác. Tam thập cửu, trang nghiêm vô tận nguyện. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thụ, cao hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao, tứ bá vạn lý. Chư Bồ Tát trung, tuy hữu thiện căn liệt giả, diệt năng liễu tri. Dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thụ gian kiến, do như minh kính, đổ kỳ diện tượng. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tứ thập, vô lượng sắc thụ nguyện. Tứ thập nhất, thụ hiện Phật sát nguyện. Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh, quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghì chư Phật thế giới. Chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tứ thập nhị, triệt chiếu thập phương nguyện. Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng chí hư không, cung điện, lâu quán, trì lưu, hoa thụ, quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo hương hiệp thành. Kỳ hương phổ huân thập phương thế giới. Chúng sanh văn giả, giai tu Phật hạnh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tứ thập tam, bảo hương phổ huân nguyện. Ngã tác Phật thời, thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh dĩ, giai tất đại đắc thanh tịnh, giải thoát, phổ đẳng tam muội, chư thâm tổng trì, trụ tam ma địa, chí ư thành Phật. Định trung thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất thất định ý, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tứ thập tứ, phổ đẳng tam muội nguyện. Tứ thập ngũ, định trung cúng Phật nguyện. Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoặc đà la ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn, ư chư Phật pháp, bất năng hiện chứng bất thoái chuyển giả, bất thủ chánh giác. Tứ thập lục, hoạch đà la ni nguyện. Tứ thập thất, văn danh đắc nhẫn nguyện. Tứ thập bát, hiện chứng bất thoái nguyện.